30 seconds until minions spawn. Dạ, bài chim trước lời kinh nghiệm hơn nhiều luôn. Lời hơn nhiều quá trời luôn. Đâu, cướp rừng à? Này vét. Ôi trời ơi. Nhìn là biết bỏ rồi, nó bật E lên nó giảm biết bao nhiêu đam. Tấn nó. Bị kẹt rip không ăn được con rip. Thịt chứ ông Vega ông làm mình mất thời gian ghê. Gan thì lao lên đập khe gã đi, lao lên mình gan là chết. Bắt mình ra trước. Ra trước lỡ nó về cái sầu gan. Thiêu đốt sao chết. Bây giờ em vứt na số em.
learn from your mistakes. To serve the greater good. Burdens of the past. What conflict? Rồi, nãy giờ ông chưa lú ra khỏi map luôn vậy. Nãy giờ ông chưa lú ra khỏi cái map luôn. Đệt, không nhấn Q3 được. Quá đã, quá đã. Xong rồi, xong rồi. Đi ven này vừa vô đi rừng hơi cực khổ. My spirit is not lost. Choose your own path. Ông rơi, ông tính farm tới chết hả trời? Ông rơi vừa giờ ông cướp và lưu mình sao giờ ông đâu rồi ta? Đây nè, vừa nói xong giờ level 6 mới ra nè.
Rồi chết luôn. Thôi tham quá, nó có e. Vừa nhắc ông Ray đâu rồi, cái ông ra ló đầu ra rồi kìa. Có lá ông lá lên quy bán thường nha. Đừng nói nè. Không nghĩ là ông Brent. Không nghĩ là ông Brent ông lát được quả đấy. Lại cướp rừng kiếp tiếp kìa. Lì. Cảm ơn. Chứ Q3 không chịu ulti. Sao tôi Q3 ông không ulti đi trời. Sao tôi Q3 ông không chịu ulti trời. Mình Q3 rõ ràng như thế mà ông không chịu ulti. Ti vô rồi chết chung luôn nè. Tự nhiên giờ ông ti chết chung nó làm gì. Nãy mình quy ba cho nó ulti cái là thằng chim chết rồi, mình đâu có chết đâu. Vậy đi. Con Annie nó xuống rồi kìa. Rồi chết queo luôn. Phá trụ đi các bạn. Choose your own.
Annie nó dễ xanh lắm. Còn Vega này phải biết chơi. Ôi ông ông vô lát luôn. Chin khỏe phết à? Vẫn chin vẫn khỏe phết. Ồ 63 mà sao không khỏe? Chưa kịp. Không có R mà đứng đấy như thật vậy ba. Má cái thằng Roy này thích cướp rừng thế nhỉ? Ủa? Thịt nó che không đánh được cái cục nổ. Thằng quần què Roy này thích cướp rừng đấy. Tôi cay thằng Kim rồi nha. Ghét đục về ninja. Lên thêm món nữa đục tăng luôn. Rình cướp rừng của đại ca rip. Nóng quá. Thằng Thi nó không biết nóng là cái gì luôn á. Rip ở chung mày đéo được. Ngồi nóng chảy mỡ ra nó thì cứ tha lặn. Đéo hiểu. Ôi, chị Nan sư giả rồi rồi. Quả này nó chặt bay sát hết. Ván này là phải lên đồ cục xúc nè. Kiếm thằng Ray đập nó coi. Anh ké không à? Cái tim mình tự nát không à? Đó, chừa cho ông sọt quá. Trời ơi, ông sọt lính là sọt phục không vậy? Sọt lính cũng sọt phục không mới ghê. So
điên này. Thằng mít nó bị khùng. Đưa đầu cho nó thả gấu. Đúng khùng. Ván này không ai tăng hết, tôi phải tăng thôi. Cái giờ mày để làm gì thế? Trời ơi, lại không được. Tôi kêu rồi, nãy giờ để chết. Mình thì chứ, rờ liền thì lấy gì mà chết. Còn không thì đá của xe ra. Mày khỏi. Đá về lại định đá về không? Tôi lên đồ tí khỏi đánh tôi. Rồi, mất thiệt chứ chưa hồi e luôn sao giết nó. Hồi e cái tên đánh quay lại mới giết được nó. Tí tôi cho ông chặt tới Tết, hứa luôn. Trời ơi, nó quyền cái kìa. Nhìn ông mít ông tù quá. Không chết. Rồi luôn con gấu được phát.
Yasuo chơi combo thi kìa. Yasuo chơi combo bài bản kìa. Mấy ông thấy Yasuo chơi combo gì không? Lock lên xong bắt đầu E vô Wii xong ulti. Combo khó nhất của Yasuo đó. Mà ông nào cũng combo được. Mà ghê rồi. Mà fucking ghê rồi. Yasuo vừa đánh hay. Chủ bắn ba ơi. Không biết sọc phát 300 mấy máu. Godlike. Your team has destroyed a turret. Shut down. Thằng Roy nó thích cướp con blue của mình ghê ta. Anh 18 anh không lo đi gan thì ông cứ cướp. Vãi bựa thịt chứ. An enemy has been slain. Your team has destroyed an inhibitor. Làm quần què gì chặt tới mai lên kiếm ông luôn này chứ ông dí tôi hả. Chắc ông tôi không ulti đó. Giờ ulti nè. Rồi tiện. Đập không ulti á. Hình nhau. Trời ơi. Máu tôi cả tấn. Giết họ. Trời ơi. Có cái red hồi máu kìa. Nó đã. Giờ làm thế khi ban radium nữa thì tôi đứng yên trong chặt luôn. Không thèm chạy luôn. Gắt tâm linh rồi má ơi. Ấy con gấu nó tan chết bây giờ. Không giỡn với gấu đâu. Thôi gấu ơi. Thôi được rồi. Gấu ghê quá. Em biết anh ghê rồi gấu. Đứng múa thái cực quyền. Này là thái cực kiếm, thái cực quyền. Uầy. Ôi thiêu đốt. À không chết được cái trời. Ôi nó tức. Thằng này nó sống dai vơ lơ. Tức dư gì tức. Nhảy mà nó không chết. Đó. Ít có trâu lắm. Vừa trâu vừa đam luôn nè. Nhảy cả team hội đồng còn chưa chết nữa. Sword mirrors its owner.
thấy không? Bấm khiên xíu xíu bấm xíu chẳng giết hậu. Ê, em xin lỗi, em nói nhầm, anh giết được chứ không phải giết hộ nữa. Giết được sai rồi. Mấy ông thấy lên đồ nào không? Chỉ có vậy thôi mà, hai món tăng và sóc đam ghèo chin vừa gì không biết gì hết, không kịp bật từ chối. Đã có cái điều đạm bắn xa nè, bật lên phát 400 mấy đam cộng với đam của ông nữa, bật lên đánh cái quạt ý chỉ nổ, đâu có kịp nhìn lấy gì đâu. 3k8 máu siêu trâu, 3k9 máu luôn rồi. Jin giờ là không có cửa chặt chết được mình. Không có cửa gì chặt chết được mình. Giờ mình đứng cho giặc luôn. Chặt sau sớm nữa. Yasuo múa, Yasuo. Quay camera hết vào bạn này. Múa đây. Hãy đợi tôi qua rồi múa. Này anh có Baron qua nhìn qua đứng múa chơi. Hai thanh niên này làm gì bên này nè? Hai thanh niên làm gì bên nhà mình? Đi về đâu cũng là thế mà.